Danilo muốn mua Kylian Mbappe từ PSG với giá 300 triệu euro. Câu lạc bộ hàng đầu của Saudi Arabia vừa gửi lời đề nghị trị giá 300 triệu euro đến PSG với mong muốn chiêu mộ tiền đạo trẻ Kylian Mbappe. Kylian Mbappe hiện vẫn còn giao kèo một năm với PSG, nhưng mới bị đội bóng nước Pháp loại khỏi chuyến du đấu trước mùa ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiền đạo người Pháp từ chối ký hợp đồng gia hạn với nhà đương kim vô địch Ligue 1 và hướng tới việc chuyển sang Real Madrid hè năm sau theo dạng cầu thủ tự do. Điều này khiến các ông chủ PSG tức điên, quyết định sẽ bán Mbappe hè này để thu về một khoản tiền, tránh nguy cơ mất trắng vào hè năm sau. Angelo là đội bóng muốn có chữ ký Mbappe nhất ở thời điểm hiện tại, khi sẵn sàng trả lương cao kèm khoản phí chuyển nhượng 300 triệu euro. Nếu thương vụ được các bên thông qua, Kylian Mbappe sẽ vượt mặt đồng đội Neymar để trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Nhằm thuyết phục ngôi sao 24 tuổi sang Trung Đông chơi bóng, Angelo sẵn sàng trả mức lương khổng lồ gần 700 triệu euro trên năm. Không những vậy, họ chấp nhận cài thêm điều khoản giải phóng dành riêng cho Real Madrid, vốn là điểm đến trong mơ của Mbappe. Trước đó, Kylian Mbappe đánh tiếng sẵn sàng ngồi dự bị cả mùa tới ở sân công viên các hoàng tử. Bản thân nhà vô địch World Cup 2018 do dự về khả năng chuyển đến Saudi Arabia. Tuy nhiên, nếu Real Madrid không thể vung tiền chiêu mộ anh, hè này thì lời đề nghị từ Angelo có thể mang đến giải pháp cho tất cả các bên. Video Mbappe ghi bàn ở trận giao hữu giữa PSG và Le Havre. Nguồn video 24 giờ. NTTH